Các tài xế xe tải chở hàng tại Hàn Quốc đã quyết định chấm dứt đình công trên cả nước từ ngày 24 tháng 11. Nghiệp đoàn lái xe tải chở hàng tại Hàn Quốc đã phát động cuộc đình công này nhằm yêu cầu áp dụng chế độ bảo đảm giá cước vận tải vô thời hạn. Kết quả cuộc bỏ phiếu do nghiệp đoàn các tài xế xe tải chở hàng ở Hàn Quốc tiến hành tại 16 điểm trên toàn quốc cho thấy 62% thành viên ủng hộ chấm dứt đình công. Nghiệp đoàn xe tải yêu cầu áp dụng chế độ bảo đảm giá cước vận tải vô thời hạn, mở rộng đối tượng áp dụng cho nhiều loại xe và mặt hàng trong bối cảnh các quy định về giảm giá cước tối thiểu sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Chính phủ Hàn Quốc đề xuất kéo dài thời gian áp dụng chế độ này thêm 3 năm, nhưng cho biết khó có thể mở rộng đối tượng áp dụng. Cuộc đình công đã dẫn đến tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng trong nhiều ngành với thiệt hại của các doanh nghiệp sản xuất thép và hóa dầu lên tới hơn 987 triệu đô la. Chính quyền bang New South Wales của Australia vừa công bố kế hoạch thí điểm chứng nhận cờ tím cho những khu vực an toàn đối với người dân và du khách muốn tận hưởng cuộc sống về đêm ở thành phố Sydney chương trình chứng nhận cờ tím sẽ đánh giá các khu vực vui chơi giải trí về đêm dựa trên một bộ tiêu chí để được công nhận tiêu chuẩn cờ tím bao gồm khả năng tiếp cận phương tiện giao thông công cộng hệ thống chiếu sáng đường phố các hoạt động giải trí phong phú chương trình sẽ giúp định vị thành phố sydney của australia như một điểm đến về cuộc sống an toàn và thú vị về đêm đối với du khách giúp nâng cao niềm tin của công chúng đối với các khu vực giải trí ban đêm cũng như phục hồi cuộc sống về đêm ở thành phố này. Sáng kiến Cờ tím lần đầu tiên được đưa ra tại Anh vào năm 2012 nhằm công nhận các khu phố và thị trấn áp dụng các tiêu chuẩn và chính sách quản lý nền kinh tế ban đêm. Sydney là thành phố đầu tiên của Australia thử nghiệm hệ thống công nhận Cờ tím cùng với các khu vực ở Anh, Thụy Điển và New Zealand. Nhắc đến núi lửa phun trào, hẳn ai cũng hình dung ra hình ảnh dòng dung nham nóng chảy cuốn ra từ miệng núi lửa. Thực tế, con người chỉ có thể quan sát cảnh tượng này qua những đoạn phim được các nhà khoa học nghiên cứu ghi lại thông qua các thiết bị quan sát và theo dõi. Tuy nhiên, nếu đến với sâu diễn dung nham Lava Show của Island, mọi người có thể được chứng kiến dòng dung nham nóng chảy của ngọn núi lửa và trải nghiệm cảm giác nóng nực trong không gian đó. Đây là một sâu diễn mới được khai thác để phục vụ du lịch ở Iceland. Điều đáng chú ý là dòng nham thạch sử dụng trong sâu diễn này là dung nham được làm nóng lại của núi lửa Katta từng phun trào hơn 100 năm trước. Để làm được chương trình này, các nhà sản xuất đã sử dụng 600 kg hỗn hợp cho núi lửa và các mảnh đá phun ra trong quá trình phun trào, làm nóng hỗn hợp này bằng một lò lớn ở nhiệt độ nóng chảy khoảng 1.100 độ C, sau đó đổ vào không gian thiết lập cho buổi biểu diễn để bảo đảm an toàn cho du khách được biết đến là vùng đất của lửa và băng Iceland có số lượng hệ thống núi lửa cao nhất châu Âu tới 33 hệ thống và cứ 5 năm một lần có một núi lửa phun trào